Thái Tử Khôn, Tiêu Chiến, nghi vấn bí mật có con riêng, thực hư như thế nào? Sáng nay ngày 11 tháng 3, hàng loạt blogger đỉnh đám xứ Trung chia sẻ tin đồn cực hot, khiến netizen đứng ngồi không yên. Nguồn tin cho hay, một sau năm đỉnh đám đã bí mật có con trai. Những dữ kiện được blogger đưa ra như sau. Weibo có 20 triệu fan, là nam ca sĩ lưu lượng, từ dùng chỉ những ngôi sao trẻ tuổi cực hot, fan đom lớn mạnh, tham gia show truyền hình tuyển chọn tài năng. Trên mạng xã hội, netizen xôn xao bàn tán. Thái Tử Khôn, ca sĩ lưu lượng, lại còn show tuyển chọn tài năng, tôi chỉ nghĩ được Thái Tử Khôn. Phạm Thừa Thừa cũng tham gia show Sống Con mà, chắc loại được Hoa Thần Vũ ra rồi nhỉ, ha ha. Tiêu Chiến, Justin Hầu Minh Hạo, Chu Chính Đình, Jackson Vương Gia Nhĩ, đó là những cái tên tôi có thể liệt kê. Tuy nhiên, nhiều fan lại đứng ra phản pháo rằng Thái Tử Khôn không thể là người trong danh sách này bởi nam ca sĩ hiện đang có lượng fan lên đến 39 triệu, bỏ xa con số 20 triệu follow mà blogger nhắc tới. Hiện tại, CNET đang vô cùng tò mò về danh tính của nhân vật chính. Còn nhớ cách đây 2 tháng, blogger từng đưa ra thông tin một sao nam sở hữu 30 triệu fan, hiện đã có con 1 tuổi. CNET từng réo tên Hoa Thần Vũ và gây ra tranh cãi lớn trên mạng xã hội. Không thể ngờ được rằng, chỉ một ngày sau, giọng ca đình đám quyết định lên tiếng thừa nhận mình đã có một cậu con trai với bạn gái cũ Trương Bích Thần. Tuy nhiên, cặp đôi đã chia tay, giờ đây chỉ là bạn. Chính vì điều này, netizen nín thở không biết liệu sẽ có ai đứng ra tuyên bố tin sốc về đời tư hay không. Sau khi nổi lên với show truyền hình Thực Tập Sinh Thần Tượng, Thái Tử Khôn trở thành một thần tượng mới trong showbiz với lượng fan rất hùng hậu. Nam ca sĩ 22 tuổi theo đuổi phong cách giống như những idol Hàn Quốc, trang điểm đậm và thiết kẻ eyeliner, netizen dường như chẳng tìm thấy nét nam tính từ anh chàng. Không chỉ có Thái Tử Khôn mà Vương Nhất Bác cũng bị điểm mặt gọi tên. Nếu như Thái Tử Khôn bị chỉ trích vì vấn đề trang điểm đánh mất đi sự nam tính, thì Vương Nhất Bác lại khiến người ta phàn nàn vì thường xuyên mặc đồ của nữ giới. Thậm chí trong sự nghiệp Tinh Quang Đại Thưởng tổ chức vào tháng 12 năm ngoái, Vương Nhất Bác cũng lên hot search chỉ vì đi giày cao gót xuất hiện trên thảm đỏ. Có lẽ fan hâm mộ sẽ nói đùa rằng nam diễn viên Trần Tình Lệnh sợ bản thân quá thấp, nhưng đối với nhiều người khác thì việc đi giày cao gót không hề nam tính chút nào. Thái Tử Khôn và Vương Nhất Bác là hai ngôi sao bị chê nhiều nhất. Đồng thời giới truyền thông cũng dành những lời khen cho Tiêu Chiến, Hoàng Cảnh Du và Lý Hiện vì họ đã thể hiện đúng sự nam tính vốn nên có. Nói đến Tiêu Chiến, đã từ lâu anh rất ghét việc trang điểm đậm, nhiều lúc tham gia sự kiện còn xuất hiện với mặt mộc và dường như anh không mang gánh nặng thần tượng quá lớn. Khi xem Lang Điện Hạ, khán giả cũng thấy rõ Tiêu Chiến không hề quá đẹp, nhìn kỹ sẽ thấy làn da thô ráp chẳng khác gì mang nguyên mặt mộc lên phim cả. Một cái tên cuối cùng được giới truyền thông khen hết mực chính là Lý Hiện. Tuy có gương mặt khá nhỏ nhắn, nhưng Lý Hiện anh lại đi theo phong cách của một chàng trai cứng cỏi. Điều quan trọng nhất là Lý Hiện cũng không bị áp lực từ gánh nặng thần tượng, nên anh không quá quan tâm đến hình tượng, luôn thể hiện rõ sự nam tính từ trên phim cho đến đời thực. Theo giới truyền thông, thì Thái Tử Khôn hay Vương Nhất Bác đều mang đến những hình ảnh ngôi sao có năng lượng tích cực, chăm chỉ và có trách nhiệm. Ở khía cạnh này họ đã làm rất tốt, nhưng phong cách của họ lại tạo ra nhiều tranh cãi, thậm chí còn có thể tác động xấu đến trẻ vị thành niên, nhất là khi họ đều là những ngôi sao cực kỳ nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng lớn.